Được ra đời vào cuối năm 2017, chatbot là mô hình kinh doanh đầu tiên ở Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý tối ưu khách hàng của mình. Đây là công nghệ cung cấp các giải pháp về chat trên nền tảng nhắn tin như Messenger, Zalo, Viber, cũng như tự động đồng bộ khách hàng đa kênh, chăm sóc, remarketing đến nhóm khách hàng mục tiêu. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục khởi nghiệp của câu chuyện kinh doanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt. Anh đã được tạp chí Forbes bình chọn trong hạng mục là Forbes Việt Nam Top 10 Entrepreneurs to Watch, có nghĩa là người có ảnh hưởng trong cộng đồng khởi nghiệp. Ngoài ra anh còn là CEO của chatbot Make in Việt Nam. Mời quý vị cùng Hồng Loan gặp gỡ với anh Lê Anh Tiến. Hồng Loan xin chào anh Tiến. Chào Hồng Loan và mọi người. Đầu tiên thì để làm quen với anh Tiến một chút xíu thì Hồng Loan muốn hiểu rõ hơn về chatbot, thì ứng dụng này hoạt động như thế nào và có đặc điểm gì về anh? Chatbot thì như chúng ta hiểu đơn giản nhất ấy, thì chúng ta sẽ coi nó như một người lễ tân, và nó sẽ truyền thông tin từ doanh nghiệp tới khách hàng. Thông tin có thể là một thông điệp, hay là một hình ảnh, hay là một video. Bản chất nó chỉ là truyền media thôi. Và quan trọng ấy, thì cái thông tin truyền đi ấy, nó phải có một cái giá trị nào đó để khách hàng phải gắn bó với doanh nghiệp đó. Thì đó là một cái cách hiểu của chatbot đơn giản nhất. Em được biết là anh là cha đẻ của chatbot Made in Việt Nam. Thì em biết là cái ứng dụng này nó đã có từ năm 2017 rồi. Vậy thì đến bây giờ thì ứng dụng chatbot của mình đã có những cải tiến gì vậy anh? Chatbot thì ra đời trên thế giới là từ năm 2016. Thì tới năm 2017 thì tụi anh bắt đầu là nghiên cứu và đưa chatbot về Việt Nam. Thì tới đây năm 2020 thì đã có rất nhiều bước tiến. Ví dụ như là nó sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng rất là nhiều trong cái vấn đề là bán hàng. Đặc biệt là tụi anh nâng cấp tới 4 phiên bản, thì ở phiên bản cuối cùng là phiên bản khá hoàn thiện, là tụi anh tích hợp cả một cái hệ sinh thái, tức là một cái hệ thống e-com để giúp cho khách hàng có thể order hay là vận chuyển hàng hay là mua hàng ngay trực tiếp trên nền tảng Messenger, để nó tạo ra một cuộc chiến mạng mua sắm ngay trên Messenger. Vậy thì đối với chatbot thì nó có mang lại hiệu quả như thế nào đối với doanh nghiệp vậy anh? Chatbot phần quan trọng nhất ấy, là nó sẽ giúp cho doanh nghiệp ấy, nó đưa được sản phẩm kịp thời tới khách hàng. Đó là cách mà giúp cho việc chuyển đổi khách hàng một cách nhanh nhất và tạo ra được khoảng một cái nguồn lợi nhuận cao, một nguồn doanh thu cao và cái tỷ lệ chuyển đổi khách hàng cao. Đó là cái đặc biệt của chatbot tạo ra cho doanh nghiệp. Với nhiều tính năng hiện đại, chatbot hiện đang dẫn đầu các xu thế công nghệ hiện nay. Chatbot hay bot bán hàng hoạt động với những tính năng ưu việt như trả lời tin nhắn tự động, bình luận, gửi tin nhắn hàng loạt, phân loại và lên lịch chăm sóc khách hàng trọn đời. Với chatbot, doanh nghiệp có thể tự cài đặt cho trang Facebook của mình. Bên cạnh đó, chatbot còn tích hợp cả mini game, quay thưởng. Theo đó, người dùng có thể tìm kiếm thông tin, mua sản phẩm, dịch vụ qua Messenger thay vì phải truy cập vào các trang thương mại điện tử. Đối với anh Tiến thì chatbot sẽ phát triển như thế nào trong tương lai, cũng như là xu hướng của ứng dụng này trong năm 2020 sẽ như thế nào vậy anh? Hiện tại thì thị trường của chatbot Việt Nam ấy thì đang là trong giai đoạn là nở rộ, thì đa số là các công ty nào cũng phải bắt buộc phải dùng chatbot, vì nếu mà không dùng chatbot thì nó sẽ đi ngược với lại xu thế của sự phát triển về công nghệ 4.0. Trong tương lai thì chatbot nó sẽ phát triển rất là nhiều hình thái khác nhau. Ví dụ hiện tại bây giờ thì chatbot nó sẽ tập trung vấn đề gọi là chat tin nhắn với nhau, còn tiếp theo sau đó phiên bản tiếp theo thì mình sẽ dựa vào các ông lớn như là Facebook hay là các mạng xã hội lớn, họ sẽ đưa ra các hình thái của chatbot khác nhau. Ví dụ như là chatbot nó sẽ thiên về giọng nói, hoặc là chatbot nói chuyện với chatbot, hoặc là mẫu cá nhân là sẽ có một chatbot riêng để mình xác thực profile với nhau. Thì đó là những cái lộ trình phát triển của chatbot nói chung. Chatbot còn được tích hợp đa kênh, kết nối với các kênh chăm sóc khách hàng, kênh thanh toán, giao vận và các sàn thương mại điện tử khác, giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin, mua sản phẩm, dịch vụ qua Messenger rất tiện lợi. Đây là ứng dụng phù hợp với từng cá nhân, doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp tiết kiệm tối đa 80% thời gian và 60% nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tăng doanh thu nhanh chóng. Hồng Loan thấy là khách hàng của bên anh Tiến đa phần là những doanh nghiệp lớn, ví dụ như là Grab hay là VinID chẳng hạn. Vậy thì việc sử dụng chatbot có cần thiết với những doanh nghiệp nhỏ không anh? Tại vì nếu như doanh nghiệp lớn thì bắt buộc họ phải xài chatbot rồi để quản lý được tốt hơn. Vậy thì doanh nghiệp nhỏ sẽ như thế nào vậy anh Tiến? Bản thân chatbot của mình nên là mình phục vụ cho từng doanh nghiệp, tức là từng phân khúc doanh nghiệp. Ví dụ đối với doanh nghiệp lớn thì yêu cầu sẽ cao hơn, còn đối với doanh nghiệp nhỏ, ví dụ những người bán hàng online hay doanh nghiệp SME nhỏ ấy, thì phân khúc sẽ thấp hơn, là những việc mà những tính năng họ sử dụng sẽ không nhiều bằng doanh nghiệp lớn. Ví dụ đối với doanh nghiệp nhỏ, hiện tại bên mình có khoảng tầm 10.000 doanh nghiệp, khoảng 13.000 doanh nghiệp là đang sử dụng chatbot khá là đông. Và cái việc sử dụng chatbot của họ là gì? Mục đích là làm sao để đưa được sản phẩm tới người dùng và làm sao để tái sử dụng lại lượng data cũ có sẵn. Thì anh Tiến có chia sẻ là chatbot thì không thể thiếu, có nghĩa là doanh nghiệp bây giờ nếu mà không sử dụng chatbot thì cũng như là cũng đã đi lùi lại so với thời đại rồi, và điều không thể tránh khỏi. Vậy thì chatbot có dễ sử dụng không anh? Và khi doanh nghiệp cần thì bên mình sẽ hỗ trợ như thế nào?
cái việc mà khi mình tạo ra cái nền tảng chatbot này thì mình đã phải cân nhắc rất là nhiều là làm sao ấy là để chatbot ấy nó dễ dàng trong cái việc cài đặt cũng như dễ dàng trong việc sử dụng. Hiện tại thì trên thế giới có rất là nhiều nền tảng chatbot, thì có hai nền tảng chatbot đang khá là nổi tiếng là ManyChat và Chatfuel, và cái việc tiếp cận hai nền tảng đó rất là khó đối với doanh nghiệp. Vì sao lại khó? Thứ nhất là về mặt cản trở về mặt ngôn ngữ, ngôn ngữ hoàn toàn nó đang bằng tiếng Anh. Thứ hai là về mặt technical, tức là cái tư duy để sử dụng chatbot đấy nó hơi thiên hướng về mặt kỹ thuật tí. Bản thân chatbot hướng tới đối tượng gọi là low tech, tức là không am hiểu về công nghệ, nhưng mà thiết lập được chatbot trong vòng từ 1 tới 2 phút là xong được một chatbot, thì bản thân khách hàng họ chỉ biết sử dụng chatbot thôi. Còn cái việc mà chatbot sử dụng hiệu quả như thế nào cho từng doanh nghiệp, cho từng cá nhân hay là cho từng trường hợp cụ thể, thì lúc đó đòi hỏi là cái đội ngũ support của bên phía công ty chatbot Việt Nam sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong từng chiến dịch làm sao mà để chạy được hiệu quả, làm sao để chatbot có thể tối đa hóa lợi dụng mang lại cho khách hàng, thì đó là cái mà phía đơn vị bên mình hỗ trợ cho từng doanh nghiệp. Vậy là mình bắt đầu từ năm 2017, thì đây cũng là một chặng đường rồi, thì anh Tiến gặp những khó khăn như thế nào trong quá trình mà mình phát triển ứng dụng đây? Chatbot vào Việt Nam năm 2017 thì thời gian đầu đấy mọi người sẽ có khái niệm khá là mới với chatbot. Thì bản thân đội ngũ sáng lập ấy thì cũng là những người vừa bán hàng vừa làm sản phẩm, thì cũng phải song sáo ra thị trường và hướng dẫn cho từng khách hàng, tức là làm sao để hiểu được là chatbot có hiệu quả thiết thực như thế nào đối với doanh nghiệp, và nếu trong tương lai mà doanh nghiệp không ứng dụng chatbot thì doanh nghiệp sẽ bị các công ty hoặc là các đối thủ khác họ sẽ cạnh tranh và họ sẽ cho qua mặt. Thì khó khăn giai đoạn nhất là chỉ là thiếu về mặt nhân sự lẫn làm sao để khách hàng nó hiểu được chatbot có vai trò như thế nào trong việc kinh doanh. Hồng Lan có từng đọc một số bài phỏng vấn về anh Tiến thì biết là cái giai đoạn mà anh khởi nghiệp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà Hồng Lan muốn hỏi thêm á anh là anh gặp khó khăn rồi sau đó anh vươn lên, anh đạt được những thành tựu nhất định, đặc biệt là anh ở trong danh sách những gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam. Vậy thì anh có lời khuyên nào cũng như là chia sẻ như thế nào với những bạn trẻ mà đang có dự định ấp ủ khởi nghiệp không anh? Mình thì có chia sẻ một số ý là ví dụ như các bạn muốn thật sự muốn khởi nghiệp ấy thì các bạn phải tập trung, tức là phải focus vào vấn đề khởi nghiệp. Tức là khởi nghiệp nó không phải là một ngày làm 8 tiếng mà nó có thể là lên tới 16 tiếng hay là 20 tiếng. Đó là điều bắt buộc, vì không có khởi nghiệp nào là màu hồng ấy, nó là một con đường rất là khó khăn. Và đặc biệt thì các bạn phải ghi nhớ một cái công thức trong khởi nghiệp, tức là vòng đời khởi nghiệp nó chỉ có 3 năm thôi. Ví dụ trong vòng 3 năm đấy, nếu mà bạn đưa được công ty của bạn lên định giá là hơn 1 triệu đô thì lúc đó bạn mới là khởi nghiệp thành công. Nếu mà mình làm trong 3 năm mà bạn không lấy thành công mà mình tiếp tục làm theo những năm theo thì cái động lực nó sẽ bị mất dần, mà cái việc mất động lực ấy thì nó sẽ dẫn đến cái việc khởi nghiệp nó rất là khó thành công. Thì bản thân mình thất bại rất là hàng trăm dự án rồi, bản thân mình biết được cái điểm dừng, quan trọng là biết được điểm dừng. Thì từ cái việc mà mình biết được điểm dừng ấy thì mình sẽ biết được mình lúc nào mình cũng nên cố gắng nỗ lực làm sao mà mình chỉ có được cái thời hạn deadline giữa 3 năm thôi. Thì có một câu nói rất là hay là kỳ tích còn có tên gọi khác đó là sự nỗ lực. Thì các bạn trẻ khởi nghiệp chỉ cần nỗ lực thôi thì sẽ có một ngày đó kỳ tích nó sẽ xuất hiện. Hồng Lan nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn trẻ cần câu nói của anh Tiến, đó chính là anh phải trải qua rất là nhiều những dự án, hàng trăm dự án thất bại thì anh mới có được một hai dự án thành công. Vì điều đó thì rất là nhiều bạn họ không thấy được, tại vì giống như là Hồng Lan chẳng hạn, là Hồng Lan chỉ thấy anh là cha đẻ của chatbot Việt Nam thôi. Hồng Lan không biết được là trong quá khứ là anh Tiến đã từng trải qua những cái dự án mà đã từng thất bại rồi. Cảm ơn anh Tiến vì chia sẻ vừa rồi rất là nhiều. Vậy thì sắp tới thì anh có dự định gì với chatbot không? Có những cái thay đổi hoặc là những có kế hoạch gì đó trong tương lai? Sắp tới thì bản thân thì chatbot cuối năm 2019 ấy thì cũng đã gọi được vốn ở vòng đầu tiên là từ quỹ đầu tư của Netech của Sắc Bình. Thì cái dự định sắp tới của chatbot trong vòng từ 3 đến 5 năm ấy là sẽ phát triển ra một hệ sinh thái. Thứ nhất ấy là chatbot sẽ mở rộng ở các thị trường Đông Nam Á, ví dụ thị trường Singapore, Indo hay là thị trường Thái Lan. Thì các thị trường đó thì cái nền tảng thương mại điện tử khá là phát triển. Và cái thứ hai thì chatbot sẽ hướng tới cái việc ấy là trở thành nền tảng nhắn tin OTT, tức là không phải phụ thuộc vào bất kỳ một nền tảng mạng xã hội nào hết, tức là nó sẽ trở thành gọi là data driven, đó là điều hướng dữ liệu cho các nền tảng nhắn tin OTT, thì có thể là hoạt động trên Zalo, trên WhatsApp hoặc là trên Telegram, tức là những nền tảng mở rộng. Và cái cuối cùng mà chatbot hướng tới là chatbot muốn trở thành một ứng dụng siêu nền tảng, tức là siêu nền tảng trong vấn đề về nhắn tin, thể hiện nhắn tin đa kênh hay là quản lý tất cả các tin nhắn từ nhiều nguồn khác nhau, đó là cái mà chatbot hướng tới. Cảm ơn anh Tiến về những chia sẻ vừa rồi rất là nhiều, và Hồng Lan hy vọng là những điều mà anh đặt ra sẽ thành công trong thời gian sắp tới. Cảm ơn Hồng Lan và cảm ơn mọi người. Quý vị khán giả thân mến, cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi cùng với anh Lê Anh Tiến cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã luôn đồng hành và theo dõi cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.